Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Cảm ơn các bạn vì đã xem video này của mình. Mình cũng sẽ nói trước với các bạn là video ngày hôm nay sẽ hơi lâu một chút đấy. Nên là nếu như mà các bạn mà xem thì hãy xem vào buổi tối hoặc là buổi sáng thì các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn và có nhiều nghị lực hơn nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái trang web về list các cái album. Mình sẽ demo luôn nhé. Video ngày hôm nay sẽ là video của chapter 7, ví dụ 1, phần download. Mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái vấn đề này. Trước tiên là các bạn sẽ click vào đây. Ở đây là có tất cả là 4 album. Các bạn click vào từng cái album một. Hiện tại thì user email là chưa có gì, bởi vì là các bạn chưa đăng ký đó. Ấn vào đây và sau đó thì các bạn đăng ký. Đó, các bạn đăng ký. Sau đó khi ấn vào nút đăng ký thì nó sẽ hiển thị ra giao diện của cái web, đúng không? Của cái album đó. Nếu như các bạn ấn vào view list of album thì các bạn lại trở về ban đầu. Nếu như các bạn chọn cái CD thứ hai thì nó sẽ chọn đúng cái CD thứ hai. Các bạn ấn view list thì nó lại về ban đầu. Ấn thứ ba, sau lại ấn view list, nó lại về ban đầu. Ấn thứ tư, ấn view list, nó lại về ban đầu, đúng không? Và ví dụ bây giờ các bạn ấn thứ tư là các bạn xem tất cả các cookie. Đấy, bài toán này, video này không chỉ là nó sẽ nhấn mạnh về cái phần là đăng ký đó, về cái phần đăng ký này và cái phần cookie và một số những cái trang DSP làm sao để nó điều hướng từ cái trang này đến trang này nó một cách tốt nhất. Thì ấn view ở cookie thì nó sẽ là một cái thông tin về user email các bạn vừa mới đăng nhập từ trước, đúng không? Thì các bạn có thể view list of album quay trở về cái cũ, hoặc thậm chí các bạn có thể delete, đúng không? Delete tất cả những cookie, thì lúc đó khi ấn vào view cookie thì nó sẽ bị mất đi cái query, đúng không? Ở trong cái phần vừa rồi. Đó là nội dung của bài ngày hôm nay. Và một cái nữa nha. Một cái nữa là tất cả những cái thông tin mà các bạn ghi vào á là nó sẽ được lưu. Đây. Nó sẽ được lưu ở trong một cái trang TXT. Trong một cái trang TXT nhá, các bạn đi vào nhận thảo cái này, view này, xóa này đi. Đây, nó sẽ được lưu ở trong phần view của trang TXT này, web này. Thì mình đợt trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi, đúng không? Chứ không phải là chưa. Đó, ở cái email list thì nó sẽ có tất cả những cái thông tin mà các bạn vừa ghi vào, cũng như là tất cả các thông tin từ trước, nên là nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Cái phần này thì ở video trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi, đúng không? Nên sang video này thì nó lại thành rất là dễ thôi. Và chúng ta sẽ chỉ nhấn mạnh về cái cách thức mà các trang web này nó liên kết, nó hoạt động với nhau, nó có một cái sự logic. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ hiểu về cookie, cái cách thức mà nó lưu lại phiên. Và các bạn chú ý ra bây giờ, lúc này là nó lưu lại phiên này, tức là có người dùng rồi này. Đấy, có người dùng rồi, đúng không? Thì các bạn vẫn mở được. Nhưng trong trường hợp nếu như các bạn muốn là các bạn không mở được, các bạn trả lại từ đầu ấy, thì các bạn xóa cái cookie đi. Tức là nó sẽ không nhớ một chút gì nữa đây. Và khi bây giờ các bạn ấn vào là nó sẽ yêu cầu các bạn đăng ký lại từ đầu. Bất cứ một cái trang web nào mà các bạn ấn vào ấy, mà chưa lưu được cái cookie, lưu được cái phiên của người dùng ấy, thì là nó sẽ bắt các bạn nhập lại từ đầu. Các bạn hiểu ý tưởng của bài này không? Đúng không? Hơi dài, đúng không? Ok nhá. Vậy thì mình sẽ bắt đầu với cái phần đầu tiên luôn, để mình sẽ giải thích cho các bạn luôn đó. Video này thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết cách mà chạy một cái mà tạo ra một cái trang web như thế nào rồi, bởi vì qua 5 video, đúng không? Thì các bạn chắc chắn là đã biết làm rồi, cho nên là mình sẽ không nhấn mạnh về cái việc mà mình sẽ tạo từ đầu nữa, mà mình sẽ có từ một cái trang web có sẵn luôn, các bạn tải về và các bạn chạy. Chúng ta hiểu về cái project này như thế nào được nhé. Cái lớp user, trước tiên chúng ta nói về direct.business thì lớp user cũng thông tin là như thế. User.io thì có cái hàm add để ghi vào file, đúng không? Hàm get user là để trả về đối tượng user, đúng không? Và một cái hàm nữa là hàm get user thêm add dạng array list user, tức là gì? Tức là nó sẽ lấy về cái bảng, đúng không? Lấy về cái bảng của tất cả những cái người dùng, được chưa? Đó, cái này thì đơn giản, đúng không? Tiếp theo một cái nữa là cái cookie until Java. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp tiếp này, một cái package, đó là direct.until, đúng không? Và các bạn tạo cho mình trong đây một cái file, một cái new của một cái class mới, đó là cookie until. Đấy, cookie until là nó sẽ lấy lại cái get lại cái cookie, đúng không? Đúng không? Đấy, nếu như mà nó so sánh này, so sánh là cái cookie get name, tức là cái tên của cái cookie ở trong cái vòng lặp này, mà nó trùng với lại cái cookie name thì chúng ta sẽ lấy giá trị của nó. Ok. Cái này thì các bạn sẽ tự nghiên cứu sau nhé. Mình sẽ nhấn mạnh hơn về cái folder download servlet. Thì download servlet này có những cái hàm như sau. Phần thứ nhất đó là hàm doGet,
hàng thứ hai đó là hàm view post, hàng thứ ba là check user. Check user là để kiểm tra xem là cái người dùng đấy nó đã được nhập hay chưa, đấy, đã được tồn tại hay không. Còn nếu chưa tồn tại thì sang cái hàm thứ tư đó là hàm register user, đó là hàm đăng ký. Còn cái cuối cùng mà khi mà mình nói các bạn là lúc đấy các bạn xóa cookie ấy, thì nó sẽ là cái hàm này, delete cookie nhé. Và các bạn quay trở lại một chút sang cái web XML thì các bạn nhìn thấy ở đây là nó sẽ có một cái là một cái cấu hình của nó là welcome file list, đúng không? Thì nó sẽ welcome file là index.jsp, tức là khi mà các bạn mở lên ấy, là cái trang này nó chính là cái trang index.jsp luôn, chúng ta đúng không? Vậy là bắt đầu các bạn phải ấn vào, nó sẽ đi vào trang index.jsp này, đúng không? Đấy, thì nó sẽ có user email, nhưng mà hiện tại thì cái cookie user email chấm value là chưa có một cái người dùng nào cả, nên là nó sẽ để trống, đúng không? Đấy, bây giờ nhá, rồi bây giờ ở đây sẽ có những cái address, đúng không? Những cái đường link, đúng không? Những cái đường link nó bao gồm bốn cái đường link này. Đấy, với mỗi đường link, ví dụ như đường link đầu tiên đó là đường link 86 the band, đúng không? To apply some picture thì nó sẽ nằm ở server đấy, nó sẽ đi vào server đấy download tất cả những cái đường link này, nó sẽ đi vào server đấy download, được chưa? Đấy, cái action của nó sẽ là check user. Và các bạn phải chú ý nhé, cái action là cái rất là quan trọng, được chưa? Nhớ là action của cái đầu tiên là check user này. Đấy, của tất cả những cái này đều là check user. Vậy các bạn hiểu là như thế nào? Hiểu tức là gì? Khi mà các bạn click vào đây, khi các bạn click vào đây thì tất cả những action của nó sẽ là check user, đúng không? Tức là gì? Chúng ta sẽ phải kiểm tra người dùng là đã tồn tại hay chưa, còn nếu chưa thì sẽ bắt đăng ký, đúng không? Còn cái tiếp theo là cái product code. Ở đây chúng ta có bốn cái product code là 8601, PS01, PS02 và ZL01. Và product code này tức là gì? Tức là nếu như mà check user thành công, đúng không? Thì sẽ chuyển sang một cái trang web tự ứng với đó là 86, là bốn cái trang web này, đúng không? Là bốn trang web này. Còn đây là cái ký hiệu của ký hiệu và thôi, có nghĩa là và cái này và cái kia, cái này và cái kia, để xóa cái này đi, được xếp lại cho dễ, được chưa? Vậy đầu tiên này là mình vào index. Ví dụ đầu tiên khi mà mình ấn vào đây, ấn vào cái này và cái kia là nó sẽ đi vào serverless, là download serverless. Action của nó là check user. Đấy, khi vào đây và download serverless và download serverless đấy, action của nó là check user. Vậy thì làm sao để biết là check user? Lúc này nó ở phương thức gì? Phương thức là doget. Bởi vì sao? Khi mà các bạn click vào một cái mới ấy, đúng không? Click vào một cái trang web mới thì phương thức chắc chắn là doget, được chưa? Đầu tiên action là do, đúng không? Đi vào view amu, có nghĩa là lúc bắt đầu mà đi vào trong web xml thì đi vào serverless. Serverless thì lúc đấy action là null thì đi vào view amu, và view amu thì sẽ đi vào index.jsp. Các bạn nhìn thấy chưa? Đi vào index.jsp. Sau khi các bạn ấn vào click vào đây rồi thì action là check user. Action là check user thì sẽ đi vào hàm check user. Có đúng không ạ? Đấy, tư tưởng chúng ta như vậy thôi. Đi vào hàm check user thì chúng ta sẽ phải làm gì? Phải lấy product code. Lấy product code là 8601, đúng không? Lấy phiên của người dùng. Đấy, và set attribute cho cái product code đấy, tức là cái trang web này nó đã có một cái phiên được rồi. Và tiếp theo đây là lấy thông tin đăng nhập của người dùng, đúng không? Và bây giờ bắt đầu kiểm tra. Có hai trường phái kiểm tra. Trường hợp thứ nhất là người dùng mà rỗng thì bạn đăng ký, còn người dùng thứ hai mà không rỗng thì nó sẽ đi vào cái đúng cái trang này, 8601 đấm download này. Đấy, đúng không? URL này. Sort product code thì có phải là 8601 không? Rồi dấu gạch ngang download.jsp thì nó sẽ đi sang cái trang này. Vậy sau khi các bạn đăng ký thì nó sẽ đi sang trang đó, đúng không? Rồi, nếu như các bạn đã đăng ký rồi nó sẽ đi sang trang đó. Còn chưa đăng ký tức là user bằng null thì lúc đó nó vẫn ở cái download registration, có đúng không? Tại đây là nó sẽ request cái get cookie, và tại đây nó sẽ lấy cái email address. Nếu như là null, nếu là null thì chuyển sang trang đăng ký, và nó tức chính là cái trang này, đúng không? Các bạn phải nhập vào. Các bạn phải nhập vào nhé. Đấy, được chưa? Nhập vào, và sau khi mà nhập vào, được chưa? Ok, sau khi mà ấn vào register thì nó sẽ chuyển sang cái register.jsp này. Nó chính là sang này, đúng không? Sau khi các bạn ấn vào nút register thì value của nó sẽ là cái gì? Là cái này. Là register.user. Value của action đấy, được chưa? Register.user. Vậy các bạn sẽ phải quay lại download serverless để xem lại nhé. Nếu, đúng không? Lúc này là phương thức là gì? Là do post, đúng không? Đấy. Sau khi mà các bạn chú ý nhé, khi ấn vào register là ở cái register.jsp thì lúc đó action của chúng ta sẽ là register.user. Và sau khi mà ấn vào register.user thì nó sẽ đi vào cái hàm này, đi vào hàm register.user. Thì các bạn sẽ, nó sẽ lấy thông tin của email first name và last name các bạn vừa mới nhập vào,
Bên cạnh đó, nó sẽ lấy thông tin của cái trang web hiện tại để các bạn để người ta lưu vào ấy, để người ta lưu vào trong cái file TXT này, đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Tiếp theo, cái thứ hai là nó sẽ lưu lại cái thông tin phiên của người dùng, đúng không? Lưu trữ cái đối tượng người dùng như là một cái thuộc tính phiên, đúng không? Và thêm một cái cookie để lưu trữ cái email của người dùng ở trên cái trình duyệt, đúng không ạ? Trên cái trình duyệt. Và cuối cùng là tạo ra một cái URL để nhảy sang một cái trang DSP tương ứng, thì có phải lúc này là product code là product code là 8601 thì lúc đấy nó chuyển sang cái trang này không? Có đúng không? Sau khi ấn vào đăng ký nhá, các bạn nhớ này, sau khi ấn vào đăng ký thì nó đi vào servlet tại hàm do gì, do post, để lấy tại hàm do post thì nhảy sang hàm gì, nhảy sang hàm register.user, và từ register.user nhảy sang cái GSP là 8601.gsp. Được chưa? Nên là tiếp tục, nếu như trong trường hợp các bạn giả sử các bạn ấn vào view list of Amu, vậy các bạn phải quay sang cái 8601 nhé. Quay sang cái 8601 thì ở đây nó sẽ có hai link này tương ứng với hai cái MP3, và có hai cái này tương ứng với hai cái head ở hai cái đường link này, đúng không? Thì view list of Amu sẽ có action là view Amu, view all cookie sẽ có action là view cookie, đúng không? Vậy bây giờ mình thử ấn vào cái đầu tiên thì action của nó là đi vào view Amu, action là view Amu đi vào trong Silverlight, nên là post đây hay là do gì, do get cho phải, do post, do get và action là view amu, đúng không? Vậy nếu action là view amu thì đi vào index.jsp thì có phải là đi về cái cũ không, có đúng không? Đấy, đi về index.jsp không? Đấy, sau trường hợp thứ hai, nếu như các bạn ấn vào cái đồ food, được chưa? Bây giờ chúng ta quay trở lại jsp này. Đấy, bây giờ ấn vào pet đồ food này thì lúc này sẽ không yêu cầu các bạn đăng ký nữa. Vì sao? Vì đi vào đây nhá, phương thức để là phương thức là doGet, đúng không? Action của chúng ta lúc này là view, à là check user, bởi vì khi các bạn chọn link nào thì action cũng là check user hết đúng không? Thì nó sẽ đi vào cái hàm là check user, nhưng mà lúc này thì cái if này nó không còn nữa, bởi vì lúc này là user tồn tại rồi, user tồn tại rồi thì chỉ chuyển đến cái GSP tương ứng thôi, và GSP tương ứng chỉ là pet food này, chính là 01 nanos subnet, đúng không? Vậy tại đây tiếp tục có hai cái nữa, đó là view amu và view cookie. Nếu như mà nếu như mà các bạn cứ chọn view amu thì nó sẽ quay về bình thường, và bây giờ trong một trường hợp khác là các bạn sẽ chọn view cookie. Nếu như các bạn chọn view cookie, đúng không, thì action là view cookie đi vào trong Silverlight. Mình sẽ lý giải vì sao có cái này nhé. Đi vào trong Silverlight để tìm cái action là view cookie, đúng không? Thì có phải là nó sẽ đi sang trang là view cookie JSP không? Đi sang trang view cookie JSP. Đây. Tại đây nó sẽ in ra cái gì? In ra cặp nên sử dụng một vòng lặp để for each và see ở trong một cái item là cookie thì in ra cookie name và in ra cookie là value. Đây là sử dụng một vòng lặp thì nó sẽ in ra cái thông tin như này. Tiếp tục ở đây nó sẽ có hai cái nữa, đó là view list amu với action là view amu, và một cái còn lại là delete thì action còn lại là delete cookie, đúng không? Vậy nếu trong trường hợp tiếp tục mình ấn vào delete, đúng không, mình ấn vào delete thì có phải là nó sẽ đi vào trong Dalla Serverless với action là delete cookie không? Đấy, delete cookie thì có phải là đi vào hàm này không, đúng không? Đi vào hàm này không? Đi vào hàm này thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ xóa hết cookie này, đúng không? Và nó sẽ cho phép là ứng dụng có thể truy cập đó này, được chưa? Đấy. Vậy sau đó thì nó sẽ chuyển tiếp sang cái URL tiếp theo, đó là delete cookie.jsp, và lúc đó thì cái trang này đấy, đúng không, cái delete cookie.jsp nó sẽ được hiển thị ra, đúng không? Thì có phải là thông tin của nó sẽ bao gồm có gì, sẽ có cái dòng này, đúng không, và hai dòng link đấy, hai dòng link. Lúc này tiếp tục này, ấn vào view all cookie này, view all cookie thì action là view cookie này, đúng không, action là view cookie thì đi vào đây và dạng do get, đúng không, và do get này đi, và view cookie này, đúng không, thì nó sẽ vào view cookie.jsp. View cookie.jsp thì tương tự như thế, lúc này là cái gmail vừa rồi mà chúng ta nhập vào nó sẽ bị mất, được chưa? Nhưng mà ở trong cái file email list.txt nó sẽ không bị mất, là cái này là nó lưu lại trong một cái zip, còn cái này là cái cookie, tức là cái liên quan đến trình duyệt thì nó sẽ ở một cái zip. Các bạn hiểu ý mình không? Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong xong một cái dự án rồi đấy. Đấy, và bây giờ trong trường hợp mà các bạn cứ ấn đi là các bạn ấn lại này thì các bạn sẽ để vào được hết, bởi vì là cái cookie nó sẽ được lưu lại. Cho nên nếu như các bạn không muốn cookie lưu lại á, và các bạn muốn là có một cái trạng thái đăng nhập từ đầu á, thì các bạn sẽ ấn vào đây và xóa cookie đi. Đừng chặn nhé, đừng chặn mà chỉ xóa cookie thôi là được rồi. Lúc này các bạn ấn lại thì họ sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập thôi, được không? Bây giờ mình sẽ thử, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích lại theo một cái phần khác nhé. Ví dụ bắt đầu tiên là ở cái trang index, ấn vào paddle food,
đúng không? Ấn vào paddle foot thì sẽ có một, nó sẽ có action là gì ạ? Các bạn cùng nói với mình đi. Ấn vào paddle foot thì action là check user, đi vào trong check user thấy người dùng chưa, chưa tồn tại thì chuyển sang sang trang register.jsp, đúng không? Đấy, chuyển sang register.jsp thì các bạn nhập nhập first name và nhập last name, đúng không? Sau khi ấn vào register thì lúc này action của chúng ta là gì? Xem nào, xem lại nhé. Register action của chúng ta là register user. Đấy, register user thì sẽ đi vào trong do post. Đấy, do post là tìm cái action là register user, đúng không? Để đi vào cái hàm là register. Và tại đi vào hàm register, chúng ta sẽ chấp nhận hết tất cả, chúng ta sẽ đăng ký hết tất cả để sau đó quay trở về cái serverless tương ứng với nó, đúng không? Tương ứng với nó. Đó. Được chưa? Bây giờ các bạn ấn vào view this album thì action là view album. View album thì quay trở về index.jsp. Các bạn tiếp tục lựa chọn một cái web mới, à đúng không? Một cái JSP khác, một cái đường link khác thì ấn vào cũng là check user. Nhưng mà check user lúc này người dùng tồn tại rồi thì ngay lập tức chuyển sang một cái gì? Chuyển sang một cái tương ứng luôn. Đúng không? Với đây này, action là check user này và product code là 01 thì đi sang cái JSP là 01 sort gạch ngang download, đúng không? Đấy. Tiếp tục sau đó nếu như các bạn muốn xem cookie thì đi vào vào và ấn vào đây thì action là view cookie. Action là view cookie thì có cái này thì hiển thị danh sách của cookie, đúng không? Và nếu như các bạn ấn vào delete all persistent cookie thì sẽ action là gì? Là delete cookie. Action là delete cookie, đi vào hàm delete cookie, đúng không? Và chuyển sang một cái JSP khác, đó là gì nhỉ? À, đó là delete cookie.jsp thì nó sẽ có cái này. Và bây giờ sẽ có hai lựa chọn, một là về index và hai là về view cookie.jsp. Thế thôi, bài toán rất đơn giản như thế nhá. Và mình view lại những cái quá trình này để các bạn xem này. Vậy cái quá trình của chúng ta sẽ trải qua khá là nhiều những cái hay ho, đúng không? Thứ nhất là user có rồi, thứ hai là user IO các bạn cũng viết biết được là được. Còn download serverless thì sẽ có bốn bốn cái, đúng không? Phương thức là do get này, phương thức là do post này, rồi một cái nữa là hàm check user, một cái nữa là hàm register user và cuối cùng đó là gì? Hàm delete cookie, đúng không? Tại cookie until là cái này là để lưu lại cái phiên trả lời một cái bảng, lưu lại cái phiên của người dùng, đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo ở cuối cùng là cái hay nhất, đó là ở đây có rất là nhiều cái trang JSP. Nếu như ban đầu mà các bạn học ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là hơi bị choáng ngợp một chút, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì cuối cùng các bạn thấy là nó lại quá dễ, đúng không? Ban đầu là index.jsp này, index.jsp đây. Sau đó này có những cái trang lẻ là 8601, 01, PS01 và PS02 là đó là những cái check, người ta gọi là những cái gì nhỉ? Những cái product code, đúng không? Dựa theo những cái product code thì nó sẽ đi qua bốn cái trang web, bốn cái trang JSP tương tự như thế, là ta sẽ có bốn cái trang, đúng không? Tiếp theo là có một cái đường link nữa là để các bạn đăng ký, đúng không? Trước khi các bạn vào những cái trang này thì các bạn cần phải đăng ký, thì các bạn cần cái register.jsp, đúng không? Và mỗi một cái trang thì các bạn có thể gì? View cookie hoặc là delete cái cookie đó, đúng không? Thì à đâu không phải mà là gì, các bạn trở về index và view cookie, đúng không? Thì các bạn ở đây có một cái view cookie, đúng không? Index thì có rồi, bây giờ cần view cookie thôi. Và vào view cookie, và nếu như các bạn muốn xóa cookie thì các bạn sẽ thêm một cái đốt, một cái trang cuối cùng đó là delete delete cookie thôi, đúng không? Như vậy các bạn thấy rằng là một cái bài toán này không có gì khó cả, đúng không nhỉ? Một cái bài toán rất là bình thường thôi, như cân đường hộp sữa, nhưng mà chỉ là nếu như mà các bạn code ý, thì sẽ khá lâu, bởi vì chúng ta cũng mới bắt đầu học, đúng không? Cho nên là sẽ hơi khó khăn và hơi vất vả một chút nhỉ. Đấy. Vậy thì ok, video này mình đã giới thiệu và giải thích với các bạn xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.